Diễn viên Hải Đăng, tên đầy đủ là Nguyễn Ánh Hải Đăng, sinh năm 1986, là cựu thành viên của nhóm nhạc Rainbow Boy. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Ra Duyên Anh Cưới Em, Thám Tử Tình Yêu, phiên khúc đồng viên. Thời gian gần đây, Nguyễn Ánh Hải Đăng gây chú ý khi tham gia chương trình Một Chuyến Đi. Tại chương trình, anh cũng đã cầu hôn bạn gái là Kim Hoàng, cả hai cũng chuẩn bị làm đám cưới. Nhưng thật bàn hoàng vào tối ngày 16 tháng 2, nghệ sĩ cùng khán giả vô cùng bàn hoàng khi biết tin diễn viên Hải Đăng đã đột ngột qua đời vì bị đuối nước, hưởng dương 35 tuổi. Đau lòng hơn cả, trước khi bị đuối nước, diễn viên Hải Đăng đã đăng tải lên Facebook trang cá nhân của mình hình ảnh cùng bạn gái chuẩn bị đi tắm biển. Bạn gái của Hải Đăng nghẹn ngào tiết lộ, 10 ngày trước, nam diễn viên đã cầu hôn cô sau 2 năm hẹn hò. 10 ngày trước anh mới cầu hôn tôi, chúng tôi đang rất hạnh phúc thế mà. Thế nhưng, chi tiết cầu hôn này vô tình trùng hợp với tựa đề của bộ phim anh từng tham gia, đó là Ra Duyên Anh Cưới Em. Tình tiết này đã khiến cho nhiều người không khỏi xót xa. Cầu hôn bạn gái để sau Tết khỏi cưới, nhưng nam diễn viên Hải Đăng giờ đây đã không còn có thể thực hiện được ước nguyện của mình nữa rồi. Sự ra đi đột ngột của anh đã khiến cho vị hôn thê tương lai sốc nặng. Khoảnh khắc cô nghẹn ngào, khóc nấc ở trên đường đưa thi thài của chồng sắp cưới về nơi an táng không khỏi khiến cho công chúng xót xa. Những hình ảnh khiến cho tim nghẹn lại của diễn viên Hải Đăng vừa qua đời và bạn gái mới kịp cầu hôn. Hải Đăng và Kim Hoàng đã có khoảng thời gian lãng mạn và ngọt ngào bên nhau trước khi tai nạn đập đến. Vào ngày 16 tháng 2 năm 2021, nam diễn viên Hải Đăng đột ngột qua đời, để lại rất nhiều thương tiếc cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, đặc biệt là diễn viên Kim Hoàng, người bạn gái anh mới cầu hôn được 2 tháng trước. Hải Đăng và Kim Hoàng chính thức công khai tình cảm vào năm 2018, cả hai cùng theo đuổi nghệ thuật, nên gắn bó và chia sẻ với nhau rất nhiều trong công việc lẫn cuộc sống không chỉ là người yêu họ còn là đồng nghiệp là bạn diễn rất an ý khi đi quay chung cặp trai tài gái sắc dành cho nhau rất nhiều kỷ niệm ngọt ngào và vui vẻ Hải Đăng thường xuyên nắm tay bạn gái mọi lúc mọi nơi và công khai thể hiện tình cảm với Kim Hoàng rất lãng mạn như nhiều cặp đôi khác thi thoảng Kim Hoàng và Hải Đăng cũng đăng những bức ảnh dìm hàng nữa kia lên mạng xã hội Cảm ơn em vì đã xuất hiện trong đời anh. Dòng sẽ ta tứ tình cảm mà Hải đăng nhắn cho Kim Hoàng vào tháng 6 năm 2019. Và mới đây, Hải Đăng đã chuẩn bị một buổi tiệc lãng mạn để cầu hôn bạn gái. Sau khi được bạn gái đồng ý, anh vui mừng khoe với gia đình và bạn bè lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn sự thế nhưng đám cưới của cặp đôi đã mãi mãi không bao giờ có thể diễn ra sự cố xảy ra trong chuyến đi chơi biển đầu năm của hải đăng đã khiến cho cặp đôi chia lìa anh đi thanh thản nhé kim hoàng đau đớn tiễn biệt bạn trai trên quãng đường đưa anh về sài gòn lo hậu sự